Ngày 23 tháng 2 năm 2024, nhằm 14 tháng 1 năm Giáp Thìn, quỹ thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã trở về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ sám hối, Đại đức Thích Tâm Tri, phó trụ trì chùa Hoằng Pháp có buổi pháp thoại gửi đến đại chúng. Nhân dịp đầu năm Giáp Thìn, Đại đức chia sẻ câu chuyện thu phục rồng chúa Nando Pananda và câu chuyện tiền thân Đức Phật, chuyện Long Vương Samkhapala, tiền thân Samkhapala, trích trong kinh Tiểu Bộ. Thì trước khi Đức Phật chúng ta đi khất thực á, thì sáng sớm á, sau khi thiền tịnh xong, thì Ngài quán xét ở trên thế gian này xem ai là người có căn duyên để Ngài hóa độ. Thì Ngài thấy rằng ngày hôm đó chính là rồng chúa có tên là Nando Pananda là có khả năng là được Ngài nhiếp phục và thọ trì trở thành người đệ tử quy y Phật Pháp Tăng. Và Ngài biết rằng con rồng này là một con rồng có đại oai lực nhưng mà có tà kiến, không có tin Tam Bảo. Cho nên là buổi sáng hôm đó, thay vì đi bộ, thì Ngài cùng với 500 vị thánh A-la-hán lục thông bay lên hư không. Thì lúc bấy giờ Long Vương cũng ở gần con sông đó, mới dẫn dắt cùng với tùy tùng của mình, Long Nam, Long Nữ, hóa thành những con người ở trên cái bờ sông đó và hóa hiện ra các cái cung điện và mở một cái bữa tiệc để ăn chơi. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cùng 500 vị thánh A-la-hán bay trên hư không đến cung trời Đao Lợi. Thì rồng chúa Nando Pananda mới thấy rằng sao các cái vị sa môn này không có đi đường khác, lại bay trên đầu của mình mà đi. Đã thế rồi chân của các ngài dính bụi, làm rớt vào thức ăn của rồng chúa. À, thế thì các vị sa môn này cả gan mà, gan to mà, dám chọc ta. Được rồi, ta sẽ cho biết thần lực của ta. Thế là rồng chúa lúc bấy giờ liền bay tới núi Tu Di. Họ là một con rồng thật là lớn, bao quanh ngọn núi Tu Di 7 vòng. Qua đây, Đại Đức nhắc nhở đại chúng cố gắng tập phóng sinh, bố thí, giữ gìn các giới, thực hành các thiện pháp. Ngày đầu năm, chúng ta đến chùa với mong muốn nguyện cầu cho bản thân và gia đình được bình an, hạnh phúc, công việc hanh thông, mọi việc như ý. Nhưng nếu chúng ta thiếu phước thì những ước nguyện đó rất khó để thành tựu. Do đó, khi chúng ta có ước nguyện nên cố gắng tạo các phước thiện, bố thí, trì giới, hành thiền, phục vụ, cung kính, hoan hỷ, nghe pháp, thuyết pháp và điều chỉnh tri kiến. Đồng thời, những quả phước đó chúng ta cần hướng đến mục đích tối thượng, nguyện cho các đời sau được gặp Phật Pháp, được nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu học và trở thành Bậc Thánh, Thanh Văn, đệ tử Đức Phật, đạt đến đạo quả Niết Bàn. Sau thời Pháp Thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối và tụng giới như thường lệ.